Với chủ đề tuổi trẻ và di sản văn hóa cồng chiêng, lễ hội văn hóa cồng chiêng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 10 năm 2016 do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4 trên địa bàn huyện Đức Trọng. Tham dự lễ hội lần này có hơn 600 nghệ nhân trẻ có tuổi đời từ 18 đến 30, người dân tộc thiểu số bản địa Mạ, Cơ Ho, Chu Ru, Mơ Nông đến từ 12 huyện thành trong tỉnh và 11 đội cồng chiêng của 11 xã thuộc huyện Đức Trọng. 7 hoạt động chính sẽ diễn ra trong lễ hội gồm diễu hành xe cổ động, lễ dân hương và xin lửa, đêm hội khai mạc, lễ hội sên mường dân tộc Thái, thi diễn tấu cồng chiêng, tham quan danh lam thắng cảnh, đêm hội đại đoàn kết bế mạc. Đáng chú ý là hội sên mường, một lễ hội của đồng bào Thái di cư từ miền núi phía Bắc vào Đức Trọng, được lồng ghép vào lễ hội sẽ là một nét đẹp của sự hòa quyện giữa múa xòe Tây Bắc và múa xoan Tây Nguyên, mang ý nghĩa lớn về đoàn kết gắn bó các dân tộc anh em đang sinh sống trên mảnh đất Lâm Đồng. Lễ hội văn hóa cồng chiêng lần này là hoạt động thiết thực góp phần bảo tồn, phát huy và tôn vinh giá trị văn hóa cồng chiêng đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa cồng chiêng trong đời sống đồng bào các dân tộc bản địa Tây Nguyên.